Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tiếp tục ra sân trong bộ trang phục áo xanh của mình. Ở hiệp 1 của trận đấu này thì Sông Lam Nghệ An sẽ đá phía cầu môn bên tay trái. Đường thả bóng khe cho Phúc Phương. Không được. Đó là một tình huống xử lý tốt. Olaha. Vẫn là Olaha. Cú dứt điểm. Cú nhả bóng lại của Olaha và đã có một pha dứt điểm, một chạm rất nhanh. Đó là tình huống dứt điểm của Trần Đình Tiến. Đó là một tình huống xử lý không thực sự tốt ở hàng hậu vệ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Olaha! Lưới của Thanh Hóa đã rung lên. Lại là Olaha. Nhưng bên cạnh đó phải nói tới tình huống mà tí nữa các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã mất bóng ở khu vực sân nhà. Và cái lắc đầu trước đó của Quế Ngọc Hải trước khi bóng được triển khai lên để Olaha có thể tận dụng được thành công. Hồ Văn Cường. Pha xử lý hay của Văn Cường. Xuất bóng. Quá vội rồi. Đình Tiến đã quá vội ở trong tình huống vừa rồi. Tỷ số là 2-0 cho Sông Lam và lại là tên Olaha. Bàn thắng thứ tư của Olaha ở giải đấu này. Cú đúp ở trận đấu trước và cú đúp ở trận đấu này. Và chuyển bóng tốt của Quế Ngọc Hải. Đó là tình huống dứt điểm của Phan Văn Đức. Và mất bóng nguy hiểm. Phan Văn Đức. Đường chuyền cho Olaha. Olaha đối mặt. Tốc độ của Olaha đã giúp cho anh có được bàn thắng thứ 3. Tốc độ và sức dướn rất tuyệt vời trong tình huống vừa rồi. Lợi thế của ngoại binh đã được phát huy tối đa ở trong tình huống đó. Đó là pha bóng mà nếu như Phan Văn Đức thực hiện đường chuyền cho một cầu thủ nội thì có lẽ là tỷ lệ thành công là không cao. Nhưng với một Olaha. Olaha. Không hề có lỗi việt vị. Và bên trong 4-0 rồi. Văn Cường là người đang ghi bàn. Thanh Hóa hoàn toàn vỡ trận khi mà hiệp đấu đầu tiên chưa hề trôi qua. Tiếp tục là một đường chuyền hay của Olaha. Cái chân trái rất khéo của Olaha. Và quả đá phạt góc. Phía bên ngoài đường biên thì huấn luyện viên Petrovic rõ ràng là lộ rõ sự bực dọc. Những pha xử lý cực kỳ tự tin của Olaha. Các cầu thủ Thanh Hóa không thể ngăn chặn được cầu thủ này. Vẫn là Olaha. Olaha đang thi đấu hưng phấn. Với cú hat-trick, Olaha đang chơi rất hay. Thực sự là hàng phòng ngự của Thanh Hóa đã vỡ vụn bởi những tình huống đi bóng của Olaha. Phan Văn Đức được chuyền cho Olaha. Vẫn là Olaha. Sút bóng. Vẫn còn. Không được. Cú dứt điểm trước đó đã trúng vào vị trí thủ thành bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa.
vẫn còn. Đình Tiến đánh nhau, lỗi Việt Vị mất rồi. Nhưng ý tưởng treo bóng phối hợp là một pha bóng hay của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Không được, vẫn còn. Được chuyền vào trong, cú dứt điểm. Pha dứt điểm một chạm nhưng không quá hiểm. Pha chờ bóng có thể nói là quá sâu. Không hề có lỗi Việt Vị. Nhưng bây giờ trọng tài thì mới thổi. Không biết trong tình huống vừa rồi thì chân đã chạm Kamhuka hay chưa. Như vậy là lưới của các cầu thủ Thanh Hóa đã tiếp tục rung lên với một tình huống treo bóng vào của Đặng Văn Lắm. Tỷ số lúc này đã là 5-0. Dứt điểm 6-0 rồi. Tôi đọc bàn thắng cũng cảm thấy là mệt cho câu lạc bộ Thanh Hóa. 6-0. Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa đã khép lại với tỷ số 6-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Một chiến thắng mà chúng tôi không biết dùng từ gì để miêu tả với sự xuất sắc của Olaha, nhưng có thể nói là câu lạc bộ Thanh Hóa đã thi đấu với một tinh thần quá kém ở trong trận đấu này. Họ đã để thủng lưới tới 6 bàn và thủng lưới tới 11 bàn sau hai lượt trận. Mỗi cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hóa đã có một quả bóng mang về. Chúng ta hãy cùng gặp lại